Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị nhà mình nha. Thì đã sống khỏe rồi. Form thiên nhiên. Cây bầu đất rinh luôn nhà mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 611. Có số đo tổng hoành gốc là 67. Chiều cao là 66. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.200k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm nha. Phôi cẩm thị, phôi thiên nhiên. Đây, cây xanh tươi tốt luôn. Cây quá khỏe nha mình. Wow. Cây chung chung cốt hết nhà mình nha. Chung cốt liền luôn nha. Đây, mặt này là khô lũ nha mình. Này, cái đây khô lũ nha. Cây xanh tươi tốt. Xanh tươi luôn. Cây này mình về lên cái chậu cho em nó là ok nha. Không có cây nào xấu nha mình. Cây mình lên chậu là form cây nó khác liền. Rồi mã số 611, 1.200k bao ship, bao sống nha mình yên tâm. Cẩm thị form thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị nhà mình nha. Cây form thiên nhiên, sống khỏe rồi. Cây đang nằm bầu đất rinh. Cây xanh tươi tốt luôn nhà mình nha. Cây này có mã số là 612. Có số đo tổng hoành gốc là 47, chiều cao là 68. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.300k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cẩm thị, form thiên nhiên. Cây rất là dài nha mình nha. Này, mặt này lũ thép nha mình nha. Lũ thép luôn. Rất là dài cây, form thiên nhiên. Cây xanh tươi tốt luôn. Wow. Chung một cốt nha mình, chung cốt nha. Này. Mỗi cây có mỗi vẻ đẹp khác nhau nha mình. Như cách chơi của mỗi người vậy. Rồi mã số 612, 1.300k bao ship. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình nha. Cây rất là già cây, một cốt. Cây này có mã số là 613. Có số đo tổng hoành gốc là 52, chiều cao là 72. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.200k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cẩm thị, form thiên nhiên. Cây một cốt nhà mình nha. Vàng da rất là lão nha. Rất là già cây luôn ạ. Đây. Cái này khô lũ nha mình. Lũ thép nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Một cốt form thiên nhiên. Cây rất là già nha mình. Rồi mã số 613. 1.200k bao ship. Cẩm thị. Tên gọi khác là kim cương đen nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị nhà mình nha. Form thiên nhiên. Cây đang đâm lọc rất là mạnh nhà mình nha. Cây này có mã số là 614. Có số đo tổng hoành gốc nhà mình nha. Hoành gốc đây là 93. Chiều cao là 43. Cây đang nằm bầu đất rinh là 50 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.100k bao ship nha. Và sống nhà mình yên tâm. Cốt lùng lực nhà mình nha. Rất là già cây. Đây. Ủ thép âm thân luôn nhà mình. Ủ thép âm thân luôn nha. Đây. Đây là những vết thiên nhiên tự tạo nhà mình.
chặt phá rẫy rừng rồi này nè. Đây, vết tích vẫn còn nha. Giờ thành một tác phẩm phô như thế này đây. Lùng rực và cây luôn nha. Cây đang đâm lọc rất là mạnh nha mình nha. Đây, đang đâm ra này, rất là mạnh luôn. Đây, đây nha mình. Bao sống cho mình yên tâm nha. Đây, nhìn rất là lực cây nha mình. Phồn bay. Rồi mã số 614, 1100k bao ship. Cây rất là dài nha mình. Form lực lực. Một cốt nha mình nha. Đây, cốt luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị nhà mình nha. Cây form thiên nhiên, dáng quái luôn nhà mình nha. Liền cốt, bầu đất riêng. Cây đang đâm lọc mạnh luôn nhà mình. Cây này có mã số là 615. Có số đo tổng hoành gốc là 80. Chiều cao là 68. Cây đang nằm bầu đất rinh là 45 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1500k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Vừa mới về. Đây. Cây này là hàng xăng, hàng phôi lắp nha mình. Đây, đất nó lắp lên tới đây này. Là môi lần xuống được một tác phẩm như thế này đây. Một phôi như thế này. Cây dáng quái luôn nhà mình nha. Cây rất là già luôn. Đây. Lọc đang đâm rất là mạnh nha mình. Rất là mạnh nha. Cây phồn quái. Cây rất là tương lai nha mình. Cây phồn quá, ok luôn. Liền cốt nha mình nha, một cốt nha. À, liền cốt luôn. À, lọc có đâm này mình nha. Lọc có đâm đây. Còn mạnh luôn. Rồi mã số 615, 1500k bao ship. Bao sống nha mình yên tâm nha. Phôi mới về, bầu đất rinh. Phòng cây quá ok luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình nha. Form thiên nhiên, cây sống khỏe rồi. Cây cốt đẹp nhà mình. Cây rất là già nhà mình nha. Nhìn rất là lực cây luôn. Cây này có mã số là 616. Có số đo tổng hoành gốc là 99. Chiều cao hết tới thân chính nhà mình nha. Là 53. Cây đang nằm bầu đất rinh là 48. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1800k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm nha. Vui này VIP của nhà mình. Đây, mặt lũ thép âm luôn nhà mình nha. Âm thân luôn. Cốt này rất là già luôn nhà mình. Nhìn rất là lực cây luôn. Cây xanh tươi tốt nhà mình nha. Đây, lũ thép luôn. Lũ thép âm thân luôn nha. Cốt qua VIP. Cây này nhà mình về lên cái chậu cho nó là tuyệt vời nha. Cẩm thị phong thiên nhiên. Đây. Cốt của nhà mình. Liền cốt của nhà mình nha. Cái thân này liền cốt luôn. Nhìn rất là lực nha mình. Rồi mã số 616. 1800k bao ship. Tên gọi khác là kim cương đen nha mình nha. Cây phong thiên nhiên. Cây rất là tương lai nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị lùng lực nha mình nha. Một cốt. Cây qua VIP nha mình nha. Cây sống khỏe rồi. Cái này có mã số là 617, có số đo tổng hoành gốc là 100, chiều cao là 30. Cây đang nằm bầu đất rinh là 45 nhà mình nha.
Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1200k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Đây, phôi lùng lục rất là dài mình nha. Đây, mặt lũa thép âm thân luôn. Đây, đây là cái những cái vết mà hồi còn phôi nhà mình chặt phá rừng rồi nè, đốt nương rẫy đồ á. Và bây giờ nó thành một cái cốt như thế này đây. Cốt quá VIP của nhà mình nha. Thành một tác phẩm. Một phôi đẹp luôn á. Này, cây này về mình dựng rừng trên thân cũng rất là ok nha mình. Cốt quá VIP luôn. Lùng lực. Quá đẹp. Cây xanh tươi tốt luôn nhà mình nha. Thiên nhiên tự tạo nhà mình. Nhờ chặt phá đốt rồi này nọ thành một cái tác phẩm phôi như thế này đây. Mùi quá tuyệt vời. Rồi mã số 617, 1200k bao ship. Cẩm Thị, tên gọi khác là Kim Cương Đen nha mình. Phôi này rất là tương lai nha mình. Cái dựng rừng tinh thần rất là ok luôn. Lên cái khay game nó nữa. Là tuyệt vời. Quá VIP. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi Cẩm Thị mới về nhà mình nha. Cây form thiên nhiên. Cây bầu đất rinh nhà mình nha. Form dáng trực, trực lắc nhà mình. Cái này có mã số là 618. Có số đo tổng hoành gốc là 47. Chiều cao là 91. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1400k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Một cốt cho mình nha. Một cốt, thân cò lắc luôn. Trực lắc cái nhà mình. Cẩm Thị phong thiên nhiên. Tên gọi khác là Kim Cương Đen nha mình. Đây, thần lắc nha mình. Quá đạt. Cái này về nhà mình lên cái chậu cho nó là tuyệt vời nha. Rồi mã số 618, 1400k bao ship, bao sống nha mình yên tâm. Phôi Cẩm Thị mới về. Phôi thiên nhiên nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi Cẩm Thị mới về nhà mình nha. Form thiên nhiên. Cây bầu đất trên nhà mình. Cây này form quái nha. Cầm liền cốt luôn. Cái này có mã số là 619. Có số đo tổng hoành gốc là 112. Chiều cao là 45. Cây đang nằm bầu đất trên là 55 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1200k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây phồng quá nha. Đây liền cốt của nhà mình. Liền cốt nha. Đây có cái hốc lũ luôn. Hốc lũ nhà mình. Cây này hàng săn phôi, hàng lắp của nhà mình. Đây. Nó lắp lên tới đây nè. Rồi moi lần xuống được một cái phôi như thế này đây. Rất là tương lai nha mình. Cẩm Thị. Tên gọi khác là Kim Cương Đen nha mình. Rồi mã số 619, 1200k bao ship, bao sống nha mình yên tâm nha. Phôi Cẩm Thị mới về. Chung cốt hết nha mình nha. Vậy phòng bói. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi Cẩm Thị mới về nhà mình nha. Cây form thiên nhiên, bầu đất rinh luôn nha. Cây này dáng quái nha mình. Cây form rất là ok. Cây đang đâm lọc luôn nha mình nha. Đâm lọc rất là mạnh. Cây này có mã số là 620. Với số đo tổng hoành gốc là 106. Chiều cao là 56. Cây đang nằm bầu đất rinh là 43 nha.
Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.400k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Vôi cẩm thị nha. Liền cốt của nhà mình. Tên gọi khác là kim cương đen. Cái này là hàng xăng phôi lắp với nhà mình nha. Đây, cái vết đất lắp này. Nó vẫn còn này nha. Đất lắp lên tới đây này. Mình moi lần xuống. Là được một cái phôi như thế này đây. Một tác phẩm nha. Cho cái tương lai nhà mình. Cây đang đâm lọc của nhà mình nha. Đây, đâm lọc rất là mạnh luôn nha. Đây. Đây, bà sống nhà mình yên tâm. Đây là lũa thép nhà mình nha. Lũa thép luôn. Đây, lũa thép nhà mình. Cẩm thị phong thiên nhiên. Đây, liền cốt luôn nha. Cây rất là già nhà mình. Phong nhìn rất là lột cây. Rồi mã số 620, 1.400k bao ship. Cây nhà mình về lên cái chậu là tuyệt vời nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.